Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay sau khi nghị quyết số 55 NQTU của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vừa được thông qua nhằm cụ thể hóa và quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị trong việc kết nối, phối hợp cùng địa phương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng đoàn công tác của Bộ Công Thương trực tiếp làm việc với tỉnh Gia Lai và Quảng Trị để lắng nghe những chia sẻ cụ thể của lãnh đạo địa phương về tình hình phát triển công nghiệp, thương mại của tỉnh. Trong đó, đặc biệt chú ý về tình hình triển khai quy hoạch và các dự án năng lượng trên địa bàn các tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết, toàn tỉnh hiện có 49 dự án thủy điện đang vận hành, tổng công suất hơn 2.246 MW. Một thủy điện đang triển khai đầu tư xây dựng, 25 thủy điện đang được xem xét với tổng công suất dự kiến khoảng 204,6 MW. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho phép các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu đầu tư 41 dự án điện mặt trời với tổng công suất 5.578,5 MW. Bên cạnh đó, cho phép 89 dự án điện gió khảo sát, nghiên cứu đầu tư xây dựng với tổng công suất dự kiến khoảng 13.532,4 MW. Trong đó có một dự án điện gió 50 MW đã được phê duyệt bổ sung quy hoạch và chủ trương đầu tư. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và vận hành 2 dự án nhà máy điện sinh khối từ bã mía với tổng công suất 144,6 MW. Bày tỏ sự đánh giá cao với các kết quả này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng thời gian vừa qua, Gia Lai là một trong những tỉnh có sự năng động và nỗ lực liên tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thực thi các chính sách, chiến lược phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đặc biệt với năng lượng tái tạo. Gia Lai đã cho thấy mô hình điển hình trong triển khai tốt việc khai thác tiềm năng của địa phương, biến chính sách thành nguồn lực phát triển năng lượng tái tạo, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh. Chúng tôi thống nhất với các đồng chí là tiếp tục khai thác tối đa các cái nguồn tiềm năng về năng lượng để tiếp tục tạo ra cái định hướng và các cái cơ sở cho phát triển bền vững của Gia Lai như là một cái cứ điểm quan trọng của tỉnh, và kể cả nguồn cũng như hệ thống đồng bộ các cái dự án về các cái lưới điện và cái trạm để đảm bảo đồng bộ trong khai thác cái công suất đó, cũng như tiếp tục là đảm bảo cái hệ thống truyền tải điện cho vùng này. Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, năm 2019, ngành công thương đã tích cực bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua đó, tình hình sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại duy trì mức tăng trưởng khá. Năm 2019 là năm hoạt động đầu tư diễn ra sôi động tại Quảng Trị, với nhiều dự án quy mô lớn được triển khai, nhất là lĩnh vực phát triển năng lượng. Có 18 dự án năng lượng trong danh mục các dự án khởi công, chào mừng 30 năm tái lập tỉnh với tổng mức đầu tư khoảng 80.000 tỷ đồng. Ngoài ra, có 6 dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương, nhà đầu tư đang nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ bổ sung quy hoạch với tổng công suất dự kiến khoảng 500 MW. Bên cạnh đó, có 3 dự án điện mặt trời đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch với tổng công suất 149,5 MW. Quảng Trị là một cái tỉnh có tiềm năng lợi thế rất nhiều để phát triển năng lượng tái tạo, bao gồm có điện gió, điện năng lượng mặt trời, rồi thủy điện. Đặc biệt điện gió hiện nay có khả năng lên tiềm năng để mà phát triển khoảng trên 4.000 MW. Về cái tình hình triển khai thực hiện thì hiện nay đã có 72 dự án đăng ký để làm điện gió và có 17 nhà đầu tư đăng ký làm điện năng lượng mặt trời. Ngoài ra còn nhiều dự án thủy điện cũng như nhiệt điện rồi điện khí là những cái tiềm năng lợi thế của Quảng Trị, và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng rất là quan tâm lấy những cái tiềm năng lợi thế để phát triển năng lượng, và coi cái việc phát triển năng lượng là trong một cái trụ cột lớn về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Ghi nhận những ý kiến giá trị từ thực tiễn của địa phương và doanh nghiệp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định Bộ Công Thương sẽ vào cuộc lập tức bằng những hành động cụ thể để cùng Gia Lai, Quảng Trị tiếp tục khai thác cơ hội về năng lượng tái tạo, không chỉ đảm bảo truyền tải điện trong nước mà còn tăng cường kết nối với nước bạn Lào về hợp tác năng lượng. Chuyến đi của chúng tôi đến các cái địa phương như vừa qua đến với Tây Nguyên và Quảng Trị, và sắp tới đây chúng tôi tiếp tục làm việc với một số các tỉnh ở Tây Nam Bộ như là Long An, Bến Tre, Sóc Trăng cũng để tiếp tục là nắm bắt thêm những cái thực tiễn và những cái vấn đề đặt ra để từ đó là có cái hướng vận dụng và quán triệt cái tinh thần của nghị quyết 55 để giải quyết những vấn đề ngay trước mắt, nhưng đồng thời để đặt ra cái nền móng cho cái tính lâu dài để thực hiện theo tinh thần của nghị quyết 55. Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị ban hành mới đây có ý nghĩa rất to lớn, đặc biệt là đúng thời điểm, bởi năm 2020 là năm cuối cùng trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, cũng như chiến lược xây dựng kế hoạch phát triển đất nước trong 10 năm tới.
Chuyến công tác của Bộ Công Thương đến các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vừa nhằm triển khai ngay lập tức những yêu cầu nghị quyết 55 của Bộ Chính trị. Để thực hiện tốt nghị quyết, chắc chắn phải có những tìm hiểu, nghiên cứu từ thực tiễn, những vấn đề mới phát sinh. Vì vậy, sắp tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với các tỉnh Tây Nam Bộ như Long An, Bến Tre, Sóc Trăng để nắm bắt thêm các vấn đề, từ đó có hướng vận dụng và quán triệt tinh thần nghị quyết 55, giải quyết nhiệm vụ trước mắt cũng như định hướng lâu dài cho phát triển năng lượng.